nhiều. Thời gian cái đề ngày thôi, không biết là giờ bao nhiêu kết thúc trong một ngày. Đó là sao thì chẳng phải là Phục Sơn à? Nó có đến điểm á? Nó đến điểm rồi hả chị? Nó 22 lượt, bao nhiêu người một lượt? Nhưng mà kiểu bao nhiêu người thì hải sản không thì bây giờ nên bây giờ nên nói là 22 lượt người nhưng mà không biết là nhỏ bao nhiêu người. Rồi, nhóm thi trả lời. Các anh chị làm mấy buổi truyền thông theo chuyên đề? 2 buổi. Mỗi buổi là bao nhiêu người? Rồi, rõ chưa? Làm 2 buổi. Mỗi một buổi là 10 người một buổi. 12 người. Rõ chưa? Ok. Thế này, bởi vì anh muốn nhìn nó, anh nhìn nhau nghe. Nhóm thì trả lời. Đối tượng ở đây nhá. Các chị quay lại nhìn cả lớp. Các chị quay lại nhìn cả lớp nhìn em. Như thế này là nó cần lần lượt giữa cái đối tượng của người thực hiện. Đối tượng ở đây là đúng rồi nha, em sẽ trả lời. Đối tượng ở đây là những người có hát thôi. Em xin chào các chị ạ. Các chị quay xuống đây nói với cả lớp. Chị nghe ra đây. Các chị theo trật tự được không ạ? Bác Long bác bảo là hoạt động là tăng cường hoạt động truyền thông theo chuyên đề là cho ai, đối tượng là ở nhóm thịt là người có HIV, nhóm tự lực, cộng tác viên xã, y tế xóm. Bác bảo như này là chưa phù hợp, lý do đây không phải là đối tượng đích. Nhóm thịt trả lời. Em xin trả lời. Mà bác Long bảo đây là người thực hiện. Em xin trả lời bởi vì nội dung của em ở đây là tăng cường truyền thống cho nhóm người. Mà chuyên đề của em là họp chuyên đề lợi ích của điều trị HIV. Tăng cương truyền thống cho nhóm người thì nhóm người của em nó gồm có người có hát, có nhóm mà từ lực cả cái không tất viên một sàn nó phải nắm được cái năng, nắm được thiết chắc rồi, cái nội dung của em phải nhìn theo cái năng gì tập huấn rất ảnh của mỗi không tập huấn tăng cương truyền thống nhóm người, nhưng mà anh phải nhìn năng của nội dung của em là tăng cương truyền thống cho nhóm người chứ không phải là vào là nói lợi ích điều trị đi nào thì nhớ. Đây là gì trả lời? Đây là mình đồng viên thì nhóm người lớn có cán bộ y tế xóm là những người lớn nhất thì họ có thể tránh thủ vào thứ bảy chủ nhật, thì những người hát lên bên tại gia đình chẳng hạn thì nhóm đối với thể và thực hiện như thế đúng không? Thì đó tại huyện của họ phải sao họ tại huyện của mình thì mình nhìn lên đây là ý kiến của cá nhân bạn hay là ý kiến đại diện cả nhóm sau? Chưa, cho tôi mọi người trật tự giúp ạ, nghe em gái nhận xét đại diện cho nhóm. Thứ nhất là về cái cột kết quả mong đời ấy. Đúng. Là em cảm thấy chưa chi tiết ạ. Ví dụ như cái hoạt động học chuyên đề về lợi ích của điều trị HIV thì kết quả mong đời là 22 lượt người tham gia, thì em muốn hỏi là tham gia thôi hay là họ có tiếp thu được về cái lợi ích của điều trị HIV không ấy? Đó là ví dụ ạ. Còn thôi cả cái cột là hoạt động vô cùng không có cái kết quả cũng thế. Osaka. Hai là ở cái hoạt động đào tạo tập huấn cho cán bộ truyền thông y tế thôn bản thì người tham gia người thực hiện và người hỗ trợ ở đấy chỉ là mời cán bộ trung tâm phòng chống HIV thôi mà không nói là cán bộ khóa học nào hay là điều cán bộ xã huyện có tham gia không? Tư vấn. Hỏi. Rồi, ok. Tí nữa nhóm thì trả lời. Ở cái truyền thông trực tiếp với gia đình người thân của người nhiễm HIV á, ở đây có đối tượng tham gia là bố mẹ vợ chồng của người nhiễm. Khi vợ chồng cũng nói nhưng ở đối tượng có bố mẹ thì liệu là có bảo đảm cái tính bảo mật của về cái kết quả HIV của khách hàng hay không? Và cái hoạt động cuối cùng là gặp gỡ tiếp xúc với nhóm tư lực. Em xem phân kinh phí thì có 500.000 cho hoạt động cái thể internet á. Nhưng mà hoạt động ở đây là có cả tổ chức gặp gỡ tại văn phòng rồi cùng mời cả duyên tách của huyện, của xã, y tế xóm. Rồi là cá nhân viên nhóm tư lực thì vì đang là kinh phí chỉ có là internet.
đấy là tức là làm miễn phí. Không có phí gì. Mà thầy mời hàng tháng này, tôi này con mời cả từ huyện xã. Rồi, như vậy là có 3 câu hỏi đúng không nhỉ? Ok. Thì cái bạn, về cái kết quả mong đời, và học đến đây là có cái kéo là vẽ hàng anh lượt lên tháng giá, kết quả những cái đang cái chỗ đó rất là sao? Là tức là nhận sai sót đúng không nhỉ? Sao? Còn cái chỗ mà người thắng trực tiếp với người thắng của người nhiễm á, bạn hỏi là đối tượng thì đối tượng là bố mẹ vợ chồng của người nhiễm và cái phương pháp của mình hỏi là bố mẹ thì có phải là có tính bảo mật hay không? Bố mẹ của bạn tức là có những bạn chưa có gia đình chẳng hạn, bạn đấy chưa có gia đình thì mình có thể thông qua bạn đâu thì mình có thể gặp với bố mẹ bạn để thông tin bạn đấy để phối hợp tiên trí để có thể tiến lộ thông tin. Còn một rồi giống như bạn hỏi, bạn có nói là tờ rơi cái tờ rơi kính phí này thì về viên trách của hãng y tế huyện thì là định kỳ là bạn phải xuống tận trạm y tế xã, bất kỳ là không có về môn kính phí bạn cũng phải đến gặp vợ. Ừ, thì bọn mình cũng huyện là làm như thế, không có kính phí nhưng mình vẫn hàng tháng phải đến trạm y tế xã và chuyên trách của cán bộ để sao và tại đấy thì mình có thể mời cái nhóm tự lực để cho mình cùng nói chuyện, tức là không có kinh phí có thể là mỗi người đưa ra một cái phương pháp, có thể là mình tạo được nhóm hoặc là có thể hoặc là tùy vào điều kiện thực tế tại thì có thể mình có thể là sử dụng các phương pháp rất là mình ý tiếp theo thì dù như là bạn khi đó cái gì là đang được quyền đó chẳng hạn hạn thể có thể hớt lừa nhưng mà lại là mình chỉ biết được là người đó tham gia là bộ phận đó tham gia thôi, cái vấn đề thế cũng thế. Ví dụ như câu hỏi của bạn Trang ấy, bạn bảo là mời đại diện của trung tâm HIVS thì bạn hỏi là không mời mình theo phòng nào mà chưa biết, chỉ biết là vấn đề đấy nhờ trung tâm thôi. Của hoạt động gì ạ? Của hoạt động xây dựng mạng lưới. Không phải, hoạt động tập huấn. Hoạt động tập huấn ạ, truyền thống là truyền thống. Truyền thống là truyền thống. Rồi, mời nhóm rượu, đại diện nhóm rượu lên trả lời. Cái thứ hai là cái nguồn kinh phí mà anh em thấy ở trên chỗ xây dựng mang người Đây. Quên à? Lỗi thằng đánh máy. Chỉ có một ngày thôi. Đúng sai ngày đấy. Ok, xin đi ạ. Một cái là khi hoạt động ở cái chỗ tổ chức thành viên, những thành viên cho chuyên thanh xà, cầu tự viên thì cái đối tượng này thì ở mong đợi thì được báo những người tham dự trong cái đấy mà tại đối tượng này thôi thì cũng không phải có. Tức là bây giờ thì cái này thì nhiều nhưng mà cái đối tượng đó khoảng bao nhiêu? Cột nào? Đấy, tức là cái kết quả mong đợi thì được báo nhiêu? Tức là mình tổ chức một lần tập huấn thì mình bị tỉnh đã là gồm có tức là địa điểm thời gian và văn phòng nhưng mà cái số người bao nhiêu thì mình cũng phải tính toán vì cái này cũng liên quan đến tiền. Mình cái mà không liên quan không liên quan tiền thì mình không lấy nhưng mà là liên quan đến tiền thì mình phải tính toán. Chính xác. Báo cáo này cái này nó có cái logic thế này, tức là cộng với nắm của Mitsui thì là tổng cộng là 20 người. Dạ. Đấy. Ý nói là anh ấy bảo là anh ấy phải viết 120 đấy, cho em. Mình nói chung quan chúng tôi chỉ. Ok, rồi. Ghi nhận. Tôi chưa tay anh chỉ xa, tôi chỉ lên cầu với công sản viên 100. Tuyệt vời. Là bài giảng lên cầu với 5 lên 4. Rồi, hỏi gì không? Cũng hỏi một cái tương tự như những cái gì liên quan đến tiền thì phải có cái số liệu cụ thể. Còn không liên quan đến tiền thì mình có thể ra mấy cái đáng. Đấy. Thì liệu là anh chỉ có hỏi anh không? Yeah. Đúng rồi. Chở mãi cái thế mạnh không nghe hỏi thì chẳng là có. Thì đây này có bảo là chỉ là cái đối tượng ấy liên quan đến cái lúc đấy cũng lắm hỏi và tên cái mà cả chỉ thứ bảy trận giáo cho những tỉnh phủ sổ là cả thế đấy. Cái này liên quan cái ta mục tiêu của ta là để với người nhiễm. Với người nhiễm liên quan đến luật. Mà luật ở đây ta phải sử dụng cái đối tượng nào thì cần. Đúng không? Và gặp thì gặp đâu? Nhóm thì nó bao nhiêu người, khoảng bao nhiêu người thì mấy nhân của ta để tụ điểm. Cái này thì cái bài này là tụ điểm bằng quán cà phê. Mà tụ điểm thì tụ điểm thì phụ thuộc bao nhiêu điều phương nào bao nhiêu thì chúng ta để cho tụ điểm đấy. Còn cái nhóm hay đối tượng nhiều thì nguy cơ lấy cao đấy tụ điểm. Còn ví dụ chúng ta vô tình chúng ta
cho cái những cái khối tập huấn nếu mà người ta không thể nó bị lộ. Vì khi tiền lộ là chuyện này của ta học thôi, tức là tiền lộ khi trực tiếp mình đến với người nhiều với trường hợp người ta là chuẩn bị hạt như mình đúng không? Còn những người chưa chuẩn bị là phải một tay sử dụng những dòng từ và cái chuyện chỉ của mình chuyện này thôi thì mình đang chuyện này thì tôi chỉ qua qua cái tiền thu giới như vậy thôi mà cả chỉ thế nào thì tôi chưa. Tôi không phải là điện thoại, tôi nói ông đang nhìn hẳn cái ông đi siêu thị nhá. Người nói được nhé. Tôi chỉ nói thế này. Hiện nay ở phòng khám ngoài cũ có chương trình điều trị giá đồng hết. Dạ. Những người nào, tôi nói những người nào tôi chỉ mặt ông đang nhiều đâu. Có nhiều hạn đi lên, nếu được cái phần điều trị giá đồng hết trong thời gian sổ thả liên tục thì tỷ lệ lên nhiều hạn lên nó chạm cực kỳ mạnh. Thậm chí là bằng không. Sức khỏe lên, sức khỏe tốt lên, anh làm được bình thường. Thế còn nếu như mà nói cho chú á, không ai làm được việc. Rồi, cảm ơn không? Bạn trần 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 sang cái đi cái sau này. Không, anh trần trần lẽ. Đúng rồi, trong đó đã bắt đầu. Cái thứ nhất là cái truyền thông dùng ra tất cả mọi người chúng ta phải truyền thông để người có hạn, nó mới tất chủ đồng, đúng không? Người đối tượng như ta, ví dụ như 10 thông bằng, mà trên nghề nghiệp thế tôi có thể vận động đúng không? Nhưng mà ở đấy tôi nói là nên cái tù tiền cần tài cái tù điểm có thiết thực hay là ví dụ đến nhà nó cũng là tù điểm đúng không? Chứ còn những cái chúng ta để ví dụ cái chương trình của bên cô hát là bên đội tiền của đông hoặc là bên cô bánh ở đấy nhưng mà cái dự án của bạn cái dự án của bên núi ấy thế còn lại đến cái để của bạn đấy thì tôi có thể vâng là từ một cái kế hoạch phong trào hạn chế vé của mình làm tới anh được đầu tấn và xin chúc tất cả lớp học sức khỏe tốt và thành công trong công việc. Như lên truyền hình. Cái kết quả phong trào ấy thì là 95% người nghiện chỉ ma túy, vợ chồng bạn đây người nhiễm được truyền thông được tiền những đến sáu nay thì để đổi tường thì là người nhiễm hạn chế vé. Thì đấy là công việc ở cái nhóm này đầu tiên là đối tượng đấy ạ. Các bạn tập bảo huấn cho người nghiện trích ma túy và mại dâm. Nhưng mà đối tượng ở trong đây lại là người nhiễm HIV. Cái này có thể là đấy. Khi sắp thẻ thì bị nhầm. À là anh nhầm. Là lỗi thằng đánh máy. Rồi còn câu hỏi thứ hai là về bạn ấy bảo là thời gian kéo dài quá hẳn một năm. Từ tháng 8 2016 đến 2017 thì nhóm có cụ thể được không? Cái hoạt động liên thông này thì nhóm xác định là một cái hoạt động xuyên á và nó sẽ diễn ra xuyên suốt trong cái quá trình triển xuyên suốt là bao lâu? Ví dụ một tháng một lần, một quý một lần trong cả năm đấy. Thường thường là nó sẽ diễn ra trong tháng một tháng nhưng mà cái này cũng cái này thì chủ yếu là khám sàng lọc. À tức là chuyên trách này làm chính, tức là chuyên trách hàng tháng phải đi truyền thông. Vâng. Anh đặt thử cái đi truyền thông cho bao nhiêu người để xem nào. Hàng tháng đi bao nhiêu người? Hàng tháng. À, bởi vì chỗ này bị đánh máy bị lỗi đúng không nhỉ? Nó không liên quan thì cái này úp thẻ. Bao nhiêu không có? Giả sử bây giờ anh là chuyên trách, anh đi hàng tháng. Anh tiếp cận với bao nhiêu mại dâm, anh tiếp cận với bao nhiêu nghiện trích ma túy. Thông thường những người chuyên trách có tiếp cận được kiểu đấy không? Không. Quá khó luôn. Bây giờ rồi, có gì đánh máy sai thôi. Sai máy, sai con. Rồi ok, ít nhất là các bạn thấy là cái tính logic của mình nó chưa tốt đúng không nhỉ? Rồi cảm ơn, xin cảm ơn nhận xét của nhóm thiện rất là xuất sắc các bạn. Cái mục tiêu thứ nhất ấy, tức là tổ chức truyền thông. Đấy đâu phải là mục tiêu. Không, cái hoạt động tức là mục thứ hai, cái hoạt động cái này. Giải pháp. Cái này là cái gì? Hoạt động 2. Hoạt động 1 của giải pháp 1. Đấy, 95% gây nghiện trích ma túy. Thì trong cái 95 của cái đối tượng này là tổng họ là bao nhiêu mà mình lấy 95%. Giải thích con số 95. Thì đó nó có cái thống kê cái số người nguy cơ cao lên địa bàn anh ạ. Bao nhiêu? 500 đông. 200 đông. À thôi, cái đó là. Rồi cái đấy là hơi anh truy đến thì nó hơi khó nhưng mà ít nhất là câu hỏi đấy. Và họ hỏi họ sẽ trả lời cho mình được không nhỉ? Có cái thống kê số lên. Ok, nhất trí. Rồi cái này thì cũng thời gian thôi cũng nói là kéo dài. Đúng không? Còn cái truyền thông qua hệ thống loa đài cái này 4 lần đến xã thì kết quả 4 lần đến xã thì này tháng. Em đi tám ngàn kết quả một đợt, thế phải kết quả một đợt không? Đặt lại. À, đây là gì ạ? Cái này là tần suất. Tần suất liên quan đến thời gian các chị đi làm.
Lý anh nhỉ? Nếu mà trả lời thế thì kết quả của đội xin sửa lại nhỉ? Nào bây giờ anh sửa lại cho nhóm giúp em cái không? Hiểu được cái lấy nhiều bao nhiêu phần trăm có kiến thức đúng, hiểu ý nó nhỉ? Kiến thức cái nhiều thì nhóm này cái nhiều mà có cái tài kiến thức này thì đến hệ thống qua đây, bởi vì đối tượng số lượng bao nhiêu con bên này thì tất cả mọi người, đối tượng là bao nhiêu phần trăm thì đối tượng là tất cả mọi người dân chủ đối tượng hưởng. Họ đang muốn sửa lại cho nhóm mình là cách viết kết quả mong đợi anh ạ. Đây chỉ là thời gian thôi, là tuần trước anh làm việc còn sửa lại thành kết quả mong đợi của hoạt động này. Anh mong đợi sau khi thực hiện hoạt động này anh có cái gì? Mọi hiểu ý anh nói không nhỉ? Người đây được hiểu được. Đấy nhá, ví dụ như bác Lam bác nói đấy, truyền thống của hệ thống Lam Phát Thanh bạn nói là toàn dân, thì bạn nói là gì? 100% người dân tại xã X hiểu được lợi ích của điều chỉnh 2B. Hiểu ý em nói không nhỉ? Bạn mong đợi đấy. Cụ thể kiểu như vậy, đấy là kết quả mong đợi. Ok chưa? Đấy, như vậy là cái cách mà mình viết mình chưa hiểu. Hiểu ý em nói không nhỉ? Rồi xong. Còn gì đối với nhóm rau không? Nhóm rau là nhóm mà hoàn thiện được, chưa được hoàn thiện trọn vẹn cái bài tập của mình. Còn đào tạo thì có giải pháp một của lớp 1, lớp 2, lớp 3. Giá thế thì nhóm anh sẽ phải làm như sau này. Các anh có giải pháp là 1, đúng không nhỉ? Thì anh bị đây là hoạt động 1.1 chẳng hạn, 1.2 chẳng hạn. Thế nếu thế em hiểu làm truyền thông là có tất cả các hoạt động này thì sao? Hiểu ý em nói không? Thế ở đây ví dụ là đây là hoạt động 2 chẳng hạn, giải pháp 2 thì đâu là 2.1? Hiểu ý em nói không? Đây là 2.1 hả? Hay là đây? Đây 2.1 đúng không nhỉ? Đấy, hiểu ý em nói không nhỉ? Đây là 1.3 này, 1.4 này, số thứ tự nó lại không lên. Dạ. Ok chưa? Rồi, câu hỏi đầu tiên xong. Câu hỏi thứ hai là cái chỗ kinh phí để mình làm pano ấy, thì em thấy ở đây là 24 cái pano. Mà lại có 4 triệu tiền pano thì em thấy cô lại không hợp lý. Rồi, cho anh hỏi Hằng, bao nhiêu tiền thì làm được một cái pano kích thước bao nhiêu như thế nào? Vì là nhà em thấy là làm bao nhiêu màu, chất liệu là gì, có loại là tôn mỏng tôn dày, hiểu ý Dũng nói không nhỉ? Nhưng thôi 4 triệu cũng được để mình so sánh với xã mình 10 triệu, hiểu ý anh nói không nhỉ? Cái đấy nó không phải là vấn đề lớn lắm. Rồi sao? Hỏi câu thứ hai. Câu thứ ba. Tiếp nữa là cái chỗ mà đặt ở chỗ Ma Nối, đặt chỗ điểm đông người, đông dân cư đi lại. Thì em thì là đặt ở những cái điểm mà ở chỗ nào mà mình cho là điểm nóng, mình phải đô điểm nóng mà đặt những cái chỗ mà tù điểm ấy. Em nghĩ là hợp lý hơn là chỗ đi lại, như đặt ở chờ thì em thấy bình thường. Không, ở đấy là có cả dự án họ lên thảo luận rồi, bởi vì ở chờ là có. Bây giờ câu hỏi của bạn này. Nghe câu hỏi này. Câu hỏi của bạn là pano nên đặt ở điểm nóng hay đặt ở nơi công cộng? Nội dung pano của nhóm mình là gì? Được, nghe em hỏi được không ạ? Nội dung pano của nhóm mình là gì? Trên tờ lại không nhớ. Đâu rồi? Sao rồi? Pano đâu rồi? Đâu à? Đây hả? 24 về lợi ích điều trị sớm. Lợi ích về điều trị HIV sớm.
theo mọi người nên đặt ở đâu là hợp lý. Bạn ấy bảo là phải đặt ở khu điểm, chị bảo ở nơi công cộng. Giải thích đi, nhóm bảo vệ. Đấy, ở đây là lại liên quan đến kiến thức đấy nhỉ. Bởi vì đặt nơi công cộng cho nhiều người xem. Nhiều người xem. Thân xem về giải thích cho ông người nhiễm. Chứ không phải tắt ông người nhiễm hiểu ông. Nhóm cá trả lời thế. Nhóm rượu có thấy ok không? Thì những cái người mà bị nhiễm HIV ấy thì người thân hầu như là biết ít lắm. Họ là có tính bảo mật. Có thể một hôm nhiều một chắc họ biết thôi. Người thân. Rồi bác trả lời lại đi. Nào đấu đi. Phòng này là phòng đối mặt đấy. Thì ra thế này. Để cái chỗ đông người á là người nhà người nhiễm tất cả mọi người có thể tham quan và đọc cái ý kiến, đọc cái cả đó lên thì ví dụ như là cái người nhà của cái người nhiễm đó thì hiểu được, nếu như mà cái họ biết được con họ người trong gia đình họ bị nhiễm rồi thì họ hiểu được điều gì có lợi ích như thế nào. Họ em hỏi lại cho câu xoáy nữa cho anh là anh chết tắc này. Anh ấy ví dụ như kiểu nhá, họ vừa rồi lên đi khảo sát chỗ em nhà bán lố nhá. Là lần đầu tiên là bọn em định đặt ở cái chỗ mà đông người được đi lại ấy. Mà họ nói là ở đấy có điểm nóng không? Rồi. Phải có điểm nóng là ở cái vùng ở gần họ đi rừng ấy. Rồi. Họ hiểu như người đấy là tiếng trình ma túy. Là họ để đưa vào đặt ở chỗ cái dân hại đi rừng hay đấy ạ. Cho không đặt ở chỗ đông người. Đúng rồi, em hỏi xoáy lại anh này, em hỏi lại anh này. Rồi anh trả lời cho câu hỏi của anh là trong trường hợp người thân biết người nhà của mình là người nhiễm. Trong trường hợp họ không biết thì sao? Thì cái vấn đề này là tất cả mọi người cũng có thể là người biết, người nhà biết hoặc là người nhà không biết. Rồi, thế thì người nhà không biết thì đọc để làm gì? Còn cái này đặt ở trong kia thì thực ra chỉ có mỗi người nhiễm mà người nhiễm thì... Vậy thì cái này chỉ điều trị cho người nhiễm, điều trị cho người nhà đâu. Mục đích là điều trị cho người nhiễm, nhưng mà trong phần người nhiễm đó thì cũng có một phần người nhà sẽ rồi. Tớ dung hòa hai bạn đơn giản thôi. Tôi chỉ lên đây một chỗ của mình đặt ở đông người này đấy. Bác Long trả lời đặt ở đông người này này, ai cũng biết được. Dạ. Đương nhiên những người nhiễm biết thì càng tốt. Dạ. Ngoài người nhiễm ra biết rồi. Dạ. Thì những người khác biết nữa để những người khác tuyên truyền cho người nhiễm. Rồi, thế cảm ơn bác Long. Dạ, em dùng ngoài. Thế còn nếu như chắc người nhiễm biết đâu ông chả đọc, ông người nhiễm ông đâu là tôi. Rồi, em dùng hòa cả hai. Thế làm sao? Rồi. Người nhà người thân không rồi, biết được hôm nay thì tôi có ý kiến giới thiệu với khách. 24 cái trên hai nơi. Đây là quy hợp là những nền khác với những cái người huyện miền suối. Miền suối là có tù điểm, lại dẫn tù điểm này khác, những quy hợp là ở giải đáp bên vùng dẻo cá. À, đây là của gì ạ? Quy hợp. Khi mà dự án đã lên và họp cái đợt truyền thông vừa rồi, người ta đưa cái pano lên và họ quyết định là sẽ đặt ở ngay ngã ba chợ, vì người ta ở trên dẻo cao người ta đi xuống mà thấy đó. Và thứ hai là chỗ kia quy hợp là có mỏ đá màu vàng, họ ở dưới hầm đất á, cái đây không thể cho bạn nó lên được. Cái này anh cảm ơn rồi. Em xin phép em trả lời thì sau chốt lại vấn này được không ạ? Cái ý trả lời quan trọng nhất của nhóm lại không phải như những gì mà anh Phú Minh Bắc Long trả lời. Cái đấy thì ai cũng biết. Cái quan trọng nhất trong câu trả lời này là họ đã đánh giá, đặt thăm dò xem chỗ nào là hợp lý nhất. Bởi vì cái trả lời của chị mới là cái hay. Họ trong hầm, đúng không nhỉ? Rồi vùng núi rất xa xôi, họ không có tụ điểm chẳng hạn. Nhưng bạn ấy hỏi một câu rất hay. Vậy tại sao không dung hòa cả hai? Như anh đó có nói, ở những điểm đông dân cư mình vẫn đặt pano. Tuy nhiên nếu có thể, ở tại các khu vực đi vào hầm lò, tại các điểm tiêm trích đấy, mình cũng vẫn có thể đặt một hoặc hai pano có chết ai. Hiểu ý em nói chỗ này không? Dung hòa cả hai chưa? Xong, dừng cuộc chơi. Rồi, tích vào một cái, máy xong sửa hết. Đấy, không chơi anh ra như thế. Anh là hay cái trò mà nó xóa dấu vết, rất giỏi. Ăn vụn tôi biết chùi mẹ. Nhâm máy. Ok, được chưa? Họ đánh máy. Cần 100 lượt người, nắm sóc điều kỳ án ở đấy. 100 lượt người. Người này là ai? Người điều kỳ án rồi vậy rồi. Đâu? 100 lượt người có hát. 100 này là 100 lượt ai? Người có hát. Đâu? Người có hát đâu? Người hát đâu? Thế là máy là chật luôn. À là máy chật. Lại theo chị Ngã. Mới hiểu cái chút nó nhỉ? Rồi, bạn hỏi rất tốt. Có một câu tiếp tay chủ làm sao tiếp cận con thắng. Còn để thực hiện từng hoạt động này mà bác bảo nằm trong giải pháp là hỏng phim. Bác hiểu cho nói không? Với mỗi hoạt động phải có cái phương pháp cụ thể của nó. Ok chưa? Rồi. Ok không? Nhận không? Vỗ tay cái cho mong tiến bộ nào. Phải như thế mới được chứ. Có nghĩa là cản bộ này. Tiên bộ cộng đồng này y tế thực hiện được. Nói đây là ai đúng không nhỉ? Đây,
lớp chuyên thanh HTV. Đấy là hoạt động rồi. Còn đây này là ai? Đúng rồi. Là phải gọi là phải cán bộ chuyên trách này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nắm bắt được này. Đúng rồi. Còn tại trung tâm gì? Trung tâm. Thì phải là hồi trường hay ở nhà? Tại dạy nhà làm việc. Thì giải pháp này là cuối cùng nó bị đảo lộn. Dạ, anh thì đúng rồi. Anh thì có thể chấp nhận được. Ok, rồi cảm ơn anh chị hỏi rất hay. Và sao? Thêm gì không ạ? Vâng, cháu sẽ hỏi nó. Bây giờ đây là những mục tiêu của ở trên là 95 cây nghiệp có đến mất 1 tháng 12 là đạt được đấy. Thì chứng tỏ là cái mục tiêu này là thực tại ở đấy khả năng là rất thuận lợi. Yeah. Vì khả năng đạt được so với cái cao khả năng là đạt được đấy. Yeah. Thì bây giờ là chỉ nắm, bây giờ các bạn là cái số người hiện tại đến năm nay cả cái đối tượng này là đáp cái đối tượng chất đẩy ai tủ điểm mình chưa xác định được. Yeah. Và thứ ba nữa là cái ưu tiên thì đối với địa bàn thì hơn thì chắc chắn là bên cái phần truyền thống ở đây chỉ đã là ưu tiên nhất là vấn cái phần tiếp cận trực tiếp cộng đồng, tiếp cận cộng đồng trực tiếp là phải ưu tiên nhất. Yeah. Mà ở đây cái số lượng của cả anh cả chị là đang gần như là nó ít, vì đạt chỉ có 8 triệu toàn bây giờ khoảng 70-80 rồi đúng không? Yeah. Bây giờ khoảng 80-85 rồi. Đạt 60 rồi. Đạt 60-90 chỉ toàn số lượng rất ít. Không thì chỉ 100 nữa, chỉ đúng 100 rồi đúng không? 1-12-27 cơ. Một năm nữa đúng không? Làm tổ rồi. Bây giờ cái khó nhất là những đối tượng thế này, đối tượng cán bộ. Ta sẽ đến khó một chút. Bây giờ ta phải đối tượng tiếp cận. Đúng chưa có thời gian làm hoặc chúng ta quên. Và cái quên này nó liên quan đến cái câu chuyện là cái thói quen lập kế hoạch của chúng ta rất nhiều năm nó như thế. Là cả một nhóm chưa nhìn thấy phần theo dõi giám sát đâu cả. Bởi vì chúng ta lập kế hoạch là chúng ta thường chỉ cứ triển khai hoạt động. Chứ còn để theo dõi giám sát nó hoạt động đấy, nó đã được diễn ra chưa, chất lượng nó như thế nào, ai là người có trách nhiệm giám sát nó thì chúng ta quên. Ở đây các anh chị ơi, chúng ta lưu ý này, nhắc các anh chị là khi làm kế hoạch thường sẽ phải nghĩ ngay đến là các hoạt động theo dõi giám sát để đảm bảo các hoạt động đó được triển khai đúng tiến độ, đúng khối lượng và đạt chất lượng, được không? Như vậy là cả bốn nhóm chúng ta là quên mất mặt này. Cái điểm thứ hai, bác sĩ Dũng nhắc rất nhiều về cái logic. Ở đây chúng ta không bàn nhiều về cái câu chuyện là thêm hay bớt hoạt động nhiều, nhưng mà khi đã đưa một hoạt động vào thì phải đảm bảo tính logic. Thứ nhất, cái hoạt động đấy nó có phục vụ tốt cho mục tiêu hay không. Như anh Tú vừa nói là bây giờ hoạt động truyền thông các năm trước chúng ta đều làm rồi, làm tốt rồi, bây giờ chúng ta tập trung vào mảng tiếp cận những đối tượng chưa đi điều trị, mà những đối tượng này là đối tượng khó. Nếu chúng ta chỉ truyền thông một cộng đồng văn hóa phức liệu có tiếp cận với người ta, không phải nghĩ đến cái giải pháp như đưa ra cái câu chuyện là chúng tôi sẽ đi xét nghiệm lưu động và chúng tôi cấp phát thuốc ARV luôn. Tôi đặt câu hỏi mặt chuyên môn, khi xét nghiệm lưu động chưa phải là xét nghiệm khẳng định, có phát thuốc cho người xét nghiệm mà phản ứng vào cái xét nghiệm đấy hay không? Chúng ta có làm về mặt chuyên môn cái dự án đấy tôi đừng không biết đấy, phải khẳng định đúng không? Hiện nay Nghệ An là có Quế Phong là khẳng định với một điểm nào đó thôi, còn nếu chưa làm là được, không bao giờ chúng ta phát thuốc điều trị đúng không? Đấy là cái tính logic về mặt chuyên môn, đúng không? Như vậy chúng ta lưu ý logic, logic của hoạt động có đáp ứng cho mục tiêu hay không, hai là logic hoạt động về mặt chuyên môn có đúng chuyên môn hay không. Cái logic thứ ba nữa là rất nhiều nhóm chúng ta đưa ra, tôi lấy ví dụ nhóm này đưa ra là hoạt động là ban hô này, truyền thông này, truyền thanh này, tờ rơi này, nhưng mà đến khi sang phần hoạt động chỉ có mỗi là làm ban hô thôi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy nó bị thiếu hoặc là cái thiếu nữa là các đối tượng là bao nhiêu. Ví dụ lúc đấy ở nhóm nào đây đưa ra là đối tượng là ba, nhưng mà về đến cộng đối tượng này chỉ còn một. Chúng ta phải nhìn cái logic đấy để đảm bảo là ta đặt ra nó ở đây, nhưng về đến đây thì nó lại mất hoặc nó thiếu. Thì cái đấy là cái quan trọng. Thì tóm lại các anh chị lưu ý là cái tính logic của các dàn và của các cái cột là nó phải đi với nhau. Dàn quay này nữa thì các anh chị là từ lúc kia hoàn thiện này nó hơi quan trọng so với nhóm khác mà thôi. Tuy nhiên các anh chị cũng có những thẻ rất là tốt, em phải nói thẳng luôn là những thẻ các anh chị biết rất là tốt và nội dung, được chưa? Thì đấy là cái phần sắc chung của em đối lớp, và ngay từ đầu khi mà thực hiện tất tập huấn thì ban tổ chức lớp học, bác sĩ Tiên, bác sĩ Minh và em nói ngay chị rồi, quan trọng nhất, cốt lõi nhất của lớp này, điều đầu tiên tôi mong chị thay đổi đó là thái độ.
Dạ, còn hôm nay mình làm chưa tốt? Chưa làm tốt. Quan trọng là có làm nó hay không? Và làm như thế nào? Được chưa ạ? Nhưng thay đổi thái độ là tao thử để làm xem nó như nào. Nếu nó ngon, lần sau mình sẽ làm. Và như ai đó có nói với em ấy, anh nói là cái bản này nếu mới áp dụng, họ coi như là bản kế hoạch chi tiết, họ tính kèm vào bản kế hoạch tổng thể xin phê duyệt. Ai nhìn có dễ không ạ? Thế là ví dụ như là riêng cái nhóm của Thịnh, họ thêm một cột ạ. Cột có rất rõ ràng là cột người theo dõi giám sát, họ hoàn một cột. Thế và lúc đấy đội này là thừa cơ xông lên, họ còn định lập kế hoạch theo dõi giám sát hay là bảo thôi tạm dừng. Thế là tốt lắm rồi, ít nhất trong kiến thức. Được chưa? Hôm qua anh Thịnh có nói đấy, anh bảo là cột này nếu anh chị cứ thêm vào được hoặc không được để không ai trách móc. Nhưng nếu mà cá nhân kinh nghiệm của em hay bác sĩ anh mê nghe tiền thì bọn em bao giờ thêm một cột đấy để nhắc nhở mình là có người làm, và sau đó mình lập kế hoạch riêng của các bạn sẽ.